Xin chào toàn thể các bác. Thì hôm nay bên em tiếp tục lên sóng về hai cái con lọc nguồn đa tầng hàng bãi Đức Xị của hãng kép, tải là 80A Made in Germany, của nó là lọc đa tầng MC filter. Hiện tại thì bên em còn đúng hai con và bên em sẽ khuyến mại nốt cho anh em các bác nhá. Khuyến mại giảm giá một chút cho anh em cho bay nốt hai con này. Thì ở đây thì bên em còn có hai con. Một con thì con này thì nó bị mất cái tem đi rồi. Đấy, con này mất tem này. Đấy. Còn cái con này thì nó bị bong ba cái con tán phía trên. Đấy. Đây em quay cái tên tuổi cho em xem. Đấy. Đây của hãng kép nhé các bác nhé. Made in Germany. Thương hiệu rất nổi tiếng của Đức. MC filter. Và nó tải là 80A. 80A thì tương đương với là 16 đến 17 nghìn watt các bác nhá, tầm 16 17 kg. Rất thoải mái cho anh em đấu tổng cho gia đình. Đây các bác nhìn này. Kép này. MC filter. Đấy. Đây địa chỉ ở bên Đức của nó đây. Đó. Con này nó rất là to các bác nhá, đây này. Các bác nhìn so với con bên Napoli này, nhìn chưa? To, lọc ra tầng. Ngày trước thì bên em bán con này với cái giá là 2 triệu 3. Tuy nhiên thì hôm nay thì một con thì mất tem. Một con thì còn tem nhưng mà nó bị mất mấy con tán này. Thì bên em sẽ khuyến mãi nốt cho anh em với cái giá là 2 triệu một con. Nó không ảnh hưởng gì cả đâu các bác nhé. Chất lượng vẫn ngon lành và vẫn còn nguyên bản. Đấy. Không ảnh hưởng gì cả. Có nghĩa là nó mất mất tem thôi thì giảm giá cho anh em thôi. Còn con này thì mất tán anh em để ý này. Con này nó có cái tán này nhưng mà con này vẫn chưa bị mở ra các bác nhá, vì thực ra nó chả có mở đâu, kể cả bung hết tán ra cũng chả mở được. Nếu mà muốn mở thì phải bẻ bẻ cong cái này ra, và cái này bẻ cong thì nó sẽ mất hình hài luôn và nó sẽ không còn là con lọc nữa. Lọc nguồn thì như em đã nói thì lọc nguồn thì không có khái niệm là sửa, này hỏng là bỏ thôi, không có sửa chữa gì cả. Cho nên anh em không phải lo vấn đề là mất zin rồi này nọ các bác nhá. Đây này, tán nó đóng xung quanh hết rồi, nó đóng hết rồi, không có sửa chữa được gì mấy cái con này cả. Đấy. Kể cả bây giờ nó bung hết tán ra nhá, lấy ví dụ bung hết tán ra thì muốn mở được con này, muốn mở được con này ra thì vẫn phải bẻ cong cái này ra, và khi mà bẻ cái này ra thì nó gõ lại không thể được như cũ được, và nói chung đã bẻ ra là chỉ có bỏ thôi. Tất nhiên thì bác nào mà biết thì chắc chắn là sẽ biết là cái con này, những con lọc nguồn bên em lấy về thì gần như là không có sửa chữa. Đấy, vì là lọc nguồn chỉ hỏng là bỏ thôi, không có sửa chữa. Vì bỏ ra là nó sẽ phải bẻ cong hết ra, nói chung là đập nát ra. Đấy. 2 triệu một con thôi các bác nhé. Đấy. Nốt cho anh em. Đấy. Nó thẳng ra thì em bên em để như này bên em vẫn bán ngon lành được. Nhưng mà thôi thì lên sóng nốt cho anh em, cho nó hết đi. Lọc to đa tầng đây các bác nhìn này. To bự luôn so với con biến áp ly 1 kg này. Đấy các bác nhìn chưa, nó còn to, còn dài hơn là con 1 kg kia. Đây nhìn tương quan bằng mắt là các bác biết, mà nó là MC filter nhé. Này, MC filter này, cái ngưỡng lọc MC filter thì nó trải dài hơn rất là nhiều so với cái bọn băng thông, nó rộng hơn rất là nhiều so với bọn MI thông thường. Này. Mọi chi tiết anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em số điện thoại kia, bên em sẽ ship toàn quốc cho anh em. Ngon lành hết hết anh em nhé. Vẫn bảo hành 2 năm cho anh em. Thực ra bên em để vẫn bán là thôi, nhưng mà thôi, hôm nay là mùng 1, mùng 2 đầu tháng thì khuyến mại nốt cho anh em hai con này. Vui vẻ đôi bên nhé. Rồi, xin kính chào tất cả mọi người.